Đến với nhà hàng Chành Chan, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng một Champa rực rỡ đầy sống động, mà còn có thể thưởng thức tiệc buffet đẳng cấp hoàng gia sang trọng. Nhà hàng Chành Chan nằm ở vị trí đắc địa của Phú Mỹ Hưng, nằm bên cạnh cầu Ánh Sao, Hồ Bán Nguyệt, biểu tượng của khu đô thị mới, thì Chành Chan thật lộng lẫy và nổi bật. Chành Chan dễ dàng hút hồn người đối diện với vẻ đẹp long lanh, huyền bí đến không ngờ. Tòa nhà màu trắng tựa như một lâu đài cổ tích nguy nga, tráng lệ vươn cao lên nền trời đầy kiêu hãnh, với lối vào xuyên qua hồ nước lung linh, ánh nến đỏ rực, từng tán thốt nốt xanh vươn cao như lọng tre, gợi nhớ đến đường vào Angkor Wat huyền thoại. Nhà hàng đẹp như một viên ngọc đã được tỉ mỉ, trau chuốt này sẽ đưa thực khách ngược dòng thời gian, đi xuyên qua không gian để tái hiện lại quanh mình một Chành Chan rực rỡ đầy sống động, đậm nét phương Đông. Có thể nói, Chành Chan là nhà hàng chuyên về buffet duy nhất và đẳng cấp nằm ở khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian sang trọng, các món ẩm thực tuyệt phẩm từ Á sang Âu, hơn 130 món, tiệc buffet tại Chành Chan trở thành điểm hẹn khó cưỡng dành cho các tín đồ ẩm thực cao cấp. Buffet Chành Chan sẽ đưa bạn đi từ những món ăn sashimi, sushi tươi tắn, rạng người, sức sống thiên nhiên của nền ẩm thực xứ Phù Tang đến với những món ăn cầu kỳ, gia vị đậm đà, mang những nét đặc trưng nhiệt đới, không lẫn đi đâu được của ẩm thực Hoàng gia Thái. Bạn vừa mới say sưa cùng với những món ăn Việt truyền thống thì giây sau đã có thể nghiêng mình thán phục trước một món ngon của vùng đất hùng vĩ, kỳ bí Ấn Độ. Với đủ món rượu vang, bia lạnh, cocktail hấp dẫn, bữa tiệc đêm của bạn cùng buffet Chành Chan sẽ viên mãn, trọn vẹn hơn bao giờ hết. Nếu một ngày bạn muốn nuông chiều bản thân một chút thì đừng quên đến với nhà hàng huyền thoại, ảo đẹp như một án cuộc thi, buffet Chành Chan này nhé. Buffet Chành Chan dường như đã đi vào huyền thoại trong giới ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh bởi thực đơn rộng mở, phong phú và sang trọng bậc nhất.